Chiều nay, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì họp giao ban quý 3 năm 2020 với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện. Cuộc họp đã tập trung vào 3 nội dung chính, đó là tình hình giải quyết kiến nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố từ đầu năm 2019 đến nay tình hình tiếp nhận ý kiến, kiến nghị nổi cộm, bức xúc tại địa phương của Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện, chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2020. Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp nhận và chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét giải quyết 157 kiến nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát, đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giải quyết xong 98 kiến nghị và đang giải quyết 59 kiến nghị. Và tính đến ngày 6 tháng 10, văn phòng đã nhận được 55 kiến nghị của các quận huyện, trong đó có 35 kiến nghị mới. Trên cơ sở đó, cuộc họp đã tập trung ra soát kết quả giải quyết các kiến nghị, trao đổi các giải pháp tháo gỡ các vướng mắt, giải quyết các kiến nghị mới và các kiến nghị còn tồn động. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nha Trung chỉ đạo từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều vì vậy tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và thường trực hội đồng nhân dân các quận huyện cần tiếp tục phát huy vai trò tăng cường giám sát các vấn đề trọng tâm trọng điểm giám sát việc giải quyết các kiến nghị tồn động kéo dài nhất là vấn đề quy hoạch treo đất nông nghiệp không sản xuất được đất rẻo việc triển khai nghị định 79 của chính phủ việc triển khai hỗ trợ dịch covid giải quyết đơn thư khiếu nại vân vân